nay tôi sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim kinh điển Black Museum phần 4, Bảo tàng đen. Nếu bạn nhát gan thì đừng xem nhé. Một bác sĩ vì muốn cứu người mà tự nguyện tiến hành thí nghiệm trị liệu công nghệ cấm, rốt cuộc vì sao mà trở thành người đem bệnh nhân ra làm công cụ. Bệnh nhân càng đau đớn, ông ta càng sung sướng. Một người không rời khỏi cô vợ thực vật nửa bước, thậm chí tự nguyện chia sẻ cơ thể mình cho vợ. Tại sao lại muốn giam giữ ý thức của vợ vào gấu bông vĩnh viễn chứ? Để vợ phải trải qua sự cô đơn tủi thân tột cùng. Một tên tội phạm tử hình, tại sao lại bị cướp đi linh hồn? Để bị dây vào suốt đời, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ba câu chuyện nghe thì kích thích nhưng lại vô cùng ghê rợn. Câu chuyện bắt đầu, nữ chính là chị da đen đang nghe nhạc và lái xe trên đường cao tốc. Rồi cô đi tới một trạm xăng bị bỏ hoang, sạc điện dùng năng lượng mặt trời cần tới 3 tiếng. Hoặc để do đỡ buồn chán, cô đi tới bảo tàng đen bên cạnh. Trời nóng, chị da đen uống một lon nước, đi lại tham quan phía ngoài. Giám đốc bảo tàng đi ra tiếp đón vị khách hiếm có nơi hoang dã này, thuận tiện giới thiệu cho cô các loại bộ sưu tập liên quan tới tội phạm, thảm họa và công nghệ. Những sản phẩm được giới thiệu còn do chính tay ông làm, mỗi vật đều có lai lịch đặc biệt của nó. Đầu tiên, máy trị liệu cảm xúc, có thể làm cho cảm nhận của người truyền từ não người này sang não người khác. Người sử dụng không thể chia sẻ nhận thức và ý thức, nhưng có thể chia sẻ cảm giác sinh lý, cảm giác da thịt, đau đớn hay sung sướng. Ví dụ con chuột A bị bỏng nước, thì chuột B sẽ cảm nhận được đau đớn khi bị bỏng, nhưng sẽ không bị thương ở bất kỳ đâu. Người bác sĩ trở thành con chuột thí nghiệm đầu tiên thử sử dụng kỹ thuật cộng hưởng này, dựa vào việc không tổn thương bản thân để cảm nhận cái đau của bệnh nhân, nhẹ nhàng mà lại chính xác chẩn đoán được bệnh tình. Nhưng có lợi thì ắt có hại. Trong một lần sau khi thử nghiệm cảm giác đau đớn tới chết của một bệnh nhân, anh ta đột nhiên trở nên nghiện việc nếm trải đau đớn và khao khát đau đớn cực độ. Cái đau của bệnh nhân làm anh sung sướng như được rít thuốc viện. Để kéo dài cảm giác sung sướng đó, anh đưa ra chẩn đoán chậm trễ. Nhìn bà lão bị bệnh tinh chết ngay trước mắt, anh cứ như tên nghiện rượu nhìn thấy ly whisky tuyệt đỉnh, trở nên điên loạn. Tác dụng phụ của công nghệ cấm làm bác sĩ bước vào con đường sai trái. Sau khi bị bệnh viện sa thải, anh ta bắt đầu tự dằn vặt để tìm khoái cảm, nhưng vẫn chưa đủ, anh ta giết người rồi hành hạ họ, hưởng thụ cảm giác khủng bố, đau khổ, chết chóc hỗn tạp, đưa anh tới cao trào, tiến hóa thành quái vật cấp cuối, rồi giữ mãi cảm giác u mê nằm trong bệnh viện trở thành người thực vật. Điều hòa hỏng rồi, ông giám đốc bảo tàng sau khi kể xong câu chuyện, tất cả đống mồ hôi uống luôn lon nước chị da đen đem tới, rồi tiếp tục kể câu chuyện thứ hai, chuyện con gấu bông hình khỉ. Trạm nghiên cứu năm đó của ông giám đốc đem máy trị liệu cảm xúc anh bác sĩ từng dùng đi cải thiện, phát minh ra kỹ thuật chuyển đổi và tải xuống ý thức, đem ý thức của một người ra ngoài, sau đó đưa tới 60% nơi còn trống trong não bộ người khác. Kỹ thuật này trở thành cách biểu đạt cho người thực vật. Jack và người vợ thực vật là Kylie trở thành con chuột bạch thứ hai của ông giám đốc. Không thể không nói, giải pháp cho cặp đôi sống không bằng chết, để ý thức của cô ấy sống lại trong não bộ, biến hai người thành một quả thật là vô cùng kỳ diệu. Người thực vật lâu năm như Kylie có thể tiếp tục cảm nhận vị ngọt khi cắn một miếng táo và cảm giác vui sướng khi ôm con mình, là một kiểu hạnh phúc mà khoa học đem tới cho cuộc sống. Nhưng có lợi ắt sẽ có hại. Nghĩ kỹ lại, nếu thực sự để hai người khác nhau cùng sở hữu một cơ thể, thời gian dài sau nhất định sẽ phát điên, sở thích không giống nhau, đi vệ sinh hay thầm du đều bị theo dõi, đến cả nhìn mông gái một chút cũng còn không được. Có một người vĩnh viễn không rời khỏi vị trí trên xe, không ngừng chỉ đạo người lái xe, thì với bất kỳ người lái xe nào cũng khó mà chịu đựng được. Jack cảm thấy khó chịu rồi lại mong muốn được tắt đi ý thức của vợ mình, chỉ có thể đưa ra phương án ổn nhất, chuyển ý thức đó vào trong con khỉ nhồi bông này. Như vậy chỉ có thể biểu đạt thích hoặc không thích hai kiểu cảm xúc đó. Đối với Kylie, càng giống như một ngục tù vô vọng không cách thoát ra. Cuối cùng, kiểu giam giữ ý thức này bị cho là phạm pháp, nhưng lại không thể xóa chúng đi, bởi vì như vậy chẳng khác nào giết người. Vì thế thí nghiệm thứ hai của giám đốc cũng thất bại. Lúc bấy giờ Kylie vẫn bị nhốt trong con khỉ nhồi bông đó và trở thành ý thức cô đơn lạnh lẽo nhất. Nói xong, giám đốc lại có vẻ nóng nực khó chịu, nhưng vẫn không thể nhẫn nại thêm mà cho cô gái xem hạng mục thành công duy nhất của ông ta, bảo bối của bảo tàng, ý thức mô phỏng của tội phạm giết người. Hạng mục lần này tổng hợp của hai lần trước, có thể lấy ý thức ra khỏi não người, để người chết hoàn toàn có thể hồi sinh dưới dạng ảnh ba chiều. Anh da đen âm mưu giết người bị vào tù, giám đốc hứa rằng sau khi anh chết người nhà anh sẽ chẳng mất mát gì. Vì thế anh ta vui vẻ ký vào hợp đồng bán linh hồn. Anh ta bị đưa tới chiếc ghế điện, ý thức hoàn chỉnh trước khi chết được giám đốc lấy ra. Nhưng giám đốc để anh ta hồi sinh không phải xuất phát từ lương tâm, mà là để anh ta trở thành vật triển lãm độc đắc của bảo tàng, như một trò chơi và là cây kiếm tiền. Anh da đen ở trong cái ngục tù nhỏ hẹp đó, vĩnh viễn chỉ có hai trạng thái: bị khách tham quan giật điện và chờ đợi bị điện giật, cứ lặp đi lặp lại, không có hồi kết. Nói tới đây, ông giám đốc đắc ý, cho tới khi độc tố trong lon nước của cô gái phát tác, ông ta mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Hóa ra nhìn thì có vẻ giống như cô gái đang tham quan bảo tàng, thực ra là một kế hoạch mừng sinh nhật được chuẩn bị sẵn. Anh da đen trước mắt chính là bố của cô gái này. Hôm nay là sinh nhật của bố cô hy vọng món quà cô tặng có thể đem tới cái chết nhẹ nhõm của ý thức của ông, để linh hồn của ông được yên nghỉ. Còn về người làm việc ác là giám đốc, sau khi ngộ độc chết, ý thức của ông ta cũng bị nhốt vào vị trí cũ của anh da đen, thay anh ấy chịu đựng sự dày vò của vô số lần giật điện. Còn đối với cô gái, ba vật triển lãm mà giám đốc giới thiệu hay cả cái bảo tàng kia đều lấp đầy tội ác. Vì thế cô muốn kết thúc tất cả, lấy danh nghĩa của bố mẹ mình. Điểm đặc sắc của lần báo thù này là ở hung thủ giết chết ông giám đốc là do chính tay ông ta nghiên cứu.
hành hung và kỹ thuật tra tấn cũng là do ông ta tự phát minh ra. Ác có ác báo, tự làm tự chịu.